Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 25. Amasia được 25 tuổi khi người lên ngôi làm vua. Người cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Joadan, quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện tại trước mặt Đức Giê-hô-va, song lòng không được trọn lành. Xảy khi nước người được vững chắc, thì người xử tử những đầy tớ đã giết cha mình. Nhưng người không xử tử các con trai chúng, theo điều đã chép trong sách luật pháp của Môi-se, như Đức Giê-hô-va đã phán dặn rằng: cha sẽ chẳng phải chết vì con cũng sẽ chẳng phải chết vì cha, song mỗi người sẽ chết vì tội mình. Amasia, nhóm những người Juda, cứ theo họ hàng của tổ phụ Juda và Benjamin, mà lập những quan tướng cai ngàn người và cai trăm người, lại tu bộ những người từ 20 tuổi sắp lên, số cộng được 30 vạn người kén chọn ra trận được, cùng có tài cầm giáo và khiên. Người cũng mộ 10 vạn người mạnh dạn trong Israel, giá 100 ta lân bạc. Nhưng có người của Đức Chúa Trời đến nói với người rằng: hỡi vua, đạo binh Israel chớ kéo đi với vua, vì Đức Giê-hô-va chẳng ở cùng Israel, chẳng ở cùng các con cháu Ê-phra-im. Còn nếu vua muốn đi thì hãy đi đi, khá làm cho mình mạnh mẽ mà chinh chiến đi. Đức Chúa Trời sẽ khiến vua ngã trước mặt quân thù, vì Đức Chúa Trời có quyền giúp cho thắng và cũng có quyền làm cho sa bại. Amasia nói với người Đức Chúa Trời rằng: còn về 100 ta lân bạc kia mà ta đã phát cho đạo binh Israel thì phải làm sao? Người của Đức Chúa Trời đáp: Đức Giê-hô-va có thể ban cho vua nhiều hơn số ấy. Vậy Amasia phân rẽ đạo binh đã từ Ê-phra-im đến cùng người, cho chúng trở về nhà. Tại cớ ấy chúng giận Giu-đa lắm và trở về nhà lấy làm nóng giận phần. Amasia làm dạng dĩ, kéo dân sự mình đến trũng muối, đánh 1 vạn người của dân Seir. Dân Juda bắt sống 1 vạn người, đem chúng nó lên trên chót hòn đá, rồi từ trên chót hòn xô chúng nó xuống, thảy đều bị dập chết hết. Còn đạo binh mà Amasia khiến trở về, không cho đi ra trận với mình, thì xông vào các thành Juda từ Samari cho đến Bết Horon, đánh giết 3.000 người tại đó và cướp lấy nhiều của cải. Khi Amasia đánh được dân Edom trở về, thì đem các thần của dân Seir về, lập lên làm thần của mình, quỳ lại trước mặt chúng nó và đốt hương cho. Vì vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng Amasia. Ngài sai một đấng tiên tri đến nói với người rằng: cớ sao ngươi đi cầu các thần, không giải cứu được dân tộc thờ lại chúng nó khỏi tay ngươi? Xảy khi đấng tiên tri tâu với vua, thì vua bảo người rằng: ta há lập ngươi làm mưu sĩ cho vua sao? Hãy thôi đi, kẻo ta đánh ngươi chăng? Đấng tiên tri bèn thôi và nói rằng: tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã quyết định hủy diệt vua, bởi vì vua đã làm điều ấy và không nghe lời tôi. Amasia vua Juda mưu nghị rồi, thì sai đến Joach, con trai Joacha, cháu Jehu vua Israel mà nói rằng: hãy đến để chúng ta thấy nhau. Joach vua Israel sai sứ đến Amasia vua Juda mà nói rằng: cây gai ở Liban có sai đến nói với cây bá hương ở Liban rằng: hãy gả con gái ngươi cho con trai ta làm vợ. Song có một con thú đồng ở Liban đi ngang qua, giày đạp cây gai đi. Ngươi nói: này, ta đã đánh Edom, lòng ngươi lại tự cao tự khoe. Bây giờ khá ở trong nhà ngươi, cớ sao làm cho mình mắc họa và khiến cho ngươi và Juda phải sa ngã? Amasia không nghe lời, vì điều đó do ý Đức Chúa Trời để phó chúng vào tay kẻ thù nghịch, bởi vì chúng có tìm kiếm các thần của Edom. Joach vua Israel kéo lên, người và Amasia vua Juda bèn thấy nhau tại Bet-Shemesh trong xứ Juda. Quân Juda bị quân Israel đánh đuổi bèn chạy trốn, ai về trại nấy. Tại Bet-Shemesh, Joach vua Israel bắt Amasia vua Juda, con trai Joach, cháu Joacha, điệu người về Jerusalem.
đoạn người phá vách thành từ cửa Ephraim cho đến cửa góc, một khúc dài 400 thước. Người lấy hết vàng bạc và những khí dụng ở trong đền của Đức Chúa Trời, có Obed-Edom coi giữ cùng các bửu vật của cung vua. Người cũng bắt kẻ cầm làm tin rồi trở về Samari. Amasia con trai Joash vua Juda còn sống 15 năm nữa sau khi Joash con trai Joacha vua Israel đã băng hà. Các công việc khác của Amasia từ đầu đến cuối đều đã chép trong sách các vua Juda và Israel. Và từ khi Amasia xây bỏ Đức Giê-hô-va về sau thì có người phản nghịch cùng người tại Jerusalem. Người bèn chạy trốn đến Laki, song người ta sai đuổi theo người đến Laki và giết người tại đó. Đoạn, người ta có chở thay người về trên ngựa, chôn người tại trong thành Juda, chung cùng các tổ phụ người. Chương 26. Cả dân Juda đều lập Ô-xia làm vua thế cho Amasia cha người, tuổi người được 16. Sau khi vua cha đã an giấc với các tổ phụ, người xây cất Ê-lốt và khôi phục nó cho Juda. Ô-xia được 16 tuổi. Khi người lên làm vua, người cai trị 52 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jecolia, quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y theo mọi điều Amasia cha người đã làm. Trong đời Sa-cha-ri, là người thông hiểu các dị tượng của Đức Chúa Trời, thì Ô-xia rắp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và người tìm kiếm bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bấy lâu. Người kéo ra chiến tranh với dân Philistin, đánh đổ tường thành Gác, tường thành Giáp Nê và tường thành Ách Đốt. Người xây cất những thành trong địa hạt Ách Đốt và tại đất người Philistin. Đức Chúa Trời giúp đỡ người được thắng dân Philistin, dân Ả Rập ở tại Gur Ba Anh và dân Ma Ôn. Dân Amôn cũng tiến cống cho Ô-xia. Danh tiếng người đồn đến cõi Ê-díp-tô vì người đã trở nên rất cường thạnh. Ô-xia cũng xây những tháp tại Jerusalem, trên cửa góc, trên cửa trũng và trên góc tường, làm cho nó vững chắc. Người cũng cất những tháp trong đồng vắng, đào nhiều giếng vì có nhiều súc vật trong đất đồng bằng và trên đồng cao. Cũng có những người làm ruộng, kẻ trồng nho trên núi và tại Cạc-mên vì người thích việc canh nông. Ô-xia có một đạo binh sẵn đi chinh chiến, kéo ra trận từ Tốt. Tùy số tu bộ mà thơ ký Jehiel và quan giám thị Maaseya đã làm, có Hanania đại thần của vua cai quản. Trọn số các trưởng tộc, tức là những người mạnh dạn, là 2.600 người. Chúng quản lãnh một đạo binh 30.700 người, đều hay đánh giặc cách mạnh dạn, hầu giúp vua đối địch với cừu địch. Ô-xia sắm sửa cho cả đạo binh những khiên, giáo, mũ, giáp, cung và những đá trành. Ở Jerusalem, người khiến tay kỹ sư chế tạo những máy dùng đặt trên các tháp và trên chót đồn lũy đặng bắn tên và đá lớn. Danh tiếng người đồn ra phương xa bởi vì người được Chúa giúp đỡ cách lạ thường cho đến trở nên cường thạnh. Song khi người được trở nên cường thạnh, lòng bèn kiêu ngạo, đến đổi làm điều ác, phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, vì người vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va xông hương trên bàn thờ xông hương. Thầy tế lễ A-sa-ria vào sau người, có 80 thầy tế lễ đều là người mạnh dạn đồng đi theo. Chúng cản cự vua Ô-xia mà rằng: hỡi vua Ô-xia, chẳng phải phần vua xông hương cho Đức Giê-hô-va đâu, bèn là phần của những thầy tế lễ con cháu A-rôn đã được biệt riêng ra thánh đặng xông hương vậy. Hãy đi ra khỏi đền thánh, vì vua đã phạm tội. Lại vì việc này, Đức Giê-hô-va sẽ chẳng làm cho vua được vinh hiển đâu. Ô-xia bèn nổi giận. Người cầm nơi tay một cái bình hương toan xông hương. Và đang khi người nổi giận cùng những thầy tế lễ, phun bèn nổi lên nơi trán người trước mặt những thầy tế lễ tại trong đền của Đức Giê-hô-va ở gần bên bàn thờ xông hương. A-sa-ria, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy thầy tế lễ khác ngó xem người, thấy người bị bệnh phun ở nơi trán, bèn đuổi người ra khỏi đó, và chính người cũng lật đật ra vì Đức Giê-hô-va đã hành hại người. Ô-xia bị bệnh phun cho đến ngày băng hà, và vì bệnh phun phải ở riêng ra trong một nhà khác, chẳng còn được vào đền của Đức Giê-hô-va nữa.
Jotham, con trai người, quản lý cung vua và xét đoán dân sự của nước. Đấng tiên tri Esai, con trai của Amos, đã biên chép các công sự khác của Ô-xia từ đầu đến cuối. Ô-xia an giấc cùng tổ phụ người, và người ta chôn người chung với tổ phụ người tại ruộng lăng tẩm của các vua, vì người ta nói rằng người bị phung. Jotham, con trai người, cai trị thế cho người. Chương 27. Jotham được 25 tuổi khi người lên ngôi làm vua, và người cai trị 16 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jerusha, con gái của Sa-đốc. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y theo mọi điều Ô-xia, cha người đã làm. Song người không vào đền thờ của Đức Giê-hô-va, còn dân sự lại càng làm luông tuồng nữa. Người xây cửa trên của đền Đức Giê-hô-va và xây nhiều trên tường thành Ô-phên. Người cũng xây những thành trong miền núi Giu-đa và đền đài cùng những tháp ở trên rừng. Người đánh giặc với vua dân Am-môn và thắng được chúng. Trong năm đó, dân Am-môn nộp cho người 100 ta lân bạc, 1 vạn cô rơ lúa miếng và 1 vạn cô rơ lúa mạch. Trong năm thứ nhì và thứ ba, dân Am-môn cũng tiến công người số ấy. Vậy, Jotham trở nên cường thạnh, bởi vì người đi đường chánh đáng trước mặt Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời mình. Các công việc khác của Jotham, hết thảy những chiến trận và đường lối của người, đều chép trong sách các vua Israel và Juda. Người được 25 tuổi khi lên làm vua, và người cai trị 16 năm tại Jerusalem. Người an giấc cùng tổ tiên mình, người ta chôn người tại trong thành David. Đoạn A-cha, con trai người, cai trị thế cho người. Chương 15. Hỏi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Và trước hết tôi đã dạy anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sanh non vậy. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác. Nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và là điều anh em đã tin. Và nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? Nếu những kẻ chết không sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Lại, nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại. Cho ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Và vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ
mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Và Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài, mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra đấng làm cho muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bây giờ chính mình con sẽ phục đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp têm sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp têm? Lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Hỡi anh em, tôi chết hàng ngày. Thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Nếu tôi theo cách loài người mà đã đánh cùng các loài thú ở thành Epheso, thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hãy tỉnh biết theo cách công bình và chớ phạm tội, vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào. Tôi nói vậy để anh em hổ thẹn. Nhưng có kẻ sẽ nói rằng, người chết sống lại thế nào? Lấy xác nào mà trở lại? Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã, thì không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt. Mỗi một hột giống cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất. Nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí, thì cũng có thể thiêng liêng. Ấy vậy, có lời chép rằng, người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiêng liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thế nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Người thuộc về trời thế nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thế ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu?
cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chương 16. Về việc góp tiền cho thánh đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình, chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành Jerusalem. Ví bằng việc đáng chính mình tôi phải đi, thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi. Vậy, tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé qua xứ Macedon, vì tôi phải ghé qua xứ Macedon. Có lẽ tôi trú lại nơi anh em, hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó nữa, để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. Lần này, tôi chẳng muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi. Nếu Chúa cho phép, thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu. Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần, vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Nếu Timôthê đến thăm anh em, hãy giữ cho người khỏi sợ sệt gì trong anh em, vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi vậy. Nên chớ có ai khinh người. Hãy đưa người đi về bình an, hầu cho người đến cùng tôi, vì tôi đương đợi người đồng đến với anh em. Còn như anh em chúng ta là Apollo, tôi thường cố khuyên người đi với anh em đây mà đến cùng các anh em. Nhưng hiện nay người chắc chưa hứng đi, người sẽ đi trong khi có dịp tiện. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Hỏi anh em, còn một lời dặn nữa. Anh em biết rằng nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đến đây, tôi lấy làm vui mừng lắm. Các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn, vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi và của anh em. Hãy biết quý trọng những người dường ấy. Các hội thánh ở xứ A-si chào thăm anh em. Aquila và Berisin gửi lời chào anh em trong Chúa. Hội thánh hiệp trong nhà hai người ấy cũng vậy. Hết thảy anh em đây chào thăm các anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Tôi là Phao-lô, chính tay tôi viết chào thăm anh em. Bằng có ai không kính mến Chúa thì phải bị anathem, Maranatha. Nguyện xin ơn của Đức Chúa Giêsu Christ ở với anh em. Lòng yêu thương của tôi ở với hết thảy anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thi Thiên 144. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay là hòn đá tôi, Ngài dạy tay tôi đánh giặc, tập ngón tay tôi tranh đấu. Ngài là sự nhân từ tôi, đồn lũy tôi, nơi ẩn náu cao của tôi, và là đấng giải cứu tôi, cũng là cái khiên tôi và nơi tôi nương náu mình. Ngài bắt dân tôi phục dưới tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, loài người là chi mà Ngài nhận biết nó? Con người là gì mà Ngài đoái đến? Loài người giống như hơi thở, đời người như bóng bay qua. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy hạ các tầng trời và giáng xuống. Đụng đến núi thì núi sẽ xông khói lên. Xin hãy phát chớp nhoáng làm tản lạc kẻ thù nghịch, bắn tên Chúa mà làm cho chúng nó lạc đường. Cầu Chúa hãy giơ tay ra từ trên cao, giải cứu tôi, vớt tôi lên khỏi nước sâu, cùng khỏi tay kẻ ngoại bang. Miệng chúng nó buông điều dối gạt, tay hữu chúng nó là tay hữu láo xược. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi sẽ hát sướng cho Chúa một bài ca mới, lấy đàn cầm 10 giây mà hát ngợi khen Chúa. Chúa ban sự cứu rỗi cho các vua, giải cứu David kẻ tôi tới Chúa khỏi thanh gươm tàn hại.
xin giải tôi thoát khỏi tay kẻ ngoại bang. Miệng chúng nó buông điều dối gạt, tay hữu chúng nó là tay hữu láo xược. Nguyện các con trai chúng tôi giống như cây đương mọc lên mạnh mẽ. Nguyện các con gái chúng tôi như đá góc nhà chạm theo lối kiểu của đền. Nguyện kho lẫm chúng tôi được đầy dẫy có đủ các thứ lương thực. Nguyện chiên chúng tôi sinh sản hàng ngàn hàng muôn trong đồng ruộng chúng tôi. Nguyện bò cái chúng tôi sinh đẻ nhiều. Nguyện chớ có sự triệt hạ, sự ra sông đánh hay là tiếng la hải trong các hàng phố chúng tôi. Phước cho dân nào được quang cảnh như vậy. Phước cho dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.